phải là 95 mà là 90 93. Mình đi vô cái khu xóm ở phía sau trường tiểu học này. Trường tiểu học ngày xưa và ngày nay là trường trung học cơ sở, ngày xưa là trường tiểu học Chợ Quán, và ngày nay trường xây lên cũng rất là khang trang đây nè. Ở đây có cái hẻm nhỏ nè, chúng ta vô hẻm nhỏ này nha. Xin chào buổi chiều cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là 5 giờ chiều ngày 5 tháng 12 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường đại lộ Võ Văn Kiệt, cũng là đại lộ Đông Tây, cũng là bến Hàm Tử nối liền bến Trương Dương, bến Lê Quang Liêm ngày xưa, và bên cánh trái chúng ta đó là khu vực giữa đường An Bình và Quỳnh Mẫn Đạt, đường Nhiêu Tâm, ở khu vực chợ Hòa Bình đó ha. Và bên cánh trái chúng ta có những hình ảnh của bến Hàm Tử ngày xưa, nhưng mà ngày nay thì đã đổi mới hoàn toàn rồi. Chúng ta thấy những hình ảnh này nó khác. Ngày xưa thì ở đây làm than đá rất là nhiều. Rồi đi tới một tí thì có đường An Bình, ngay khu vực bán rất là nhiều đá cẩm thạch. Tới giao lộ đi tới vài trăm mét này ha. Và chiều nay thì em cũng đang trên đường đi làm về, và sẵn đây những anh chị các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng ở Sài Gòn để gửi lời cảm ơn đến toàn thể của chú anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Vinh Lâm TV trong suốt thời gian vừa qua. Và rất nhiều anh chị cũng đã chia sẻ giúp cho kênh Vinh Lâm TV càng ngày nhiều anh chị và các bạn biết hơn, nên thành ra cái lượng subscribe, lượng đăng ký nó cũng tăng khá nhanh, nhất là những video clip ở Đà Lạt. Cảm ơn anh chị lúc nào cũng luôn ủng hộ và đóng góp ý kiến mỗi ngày để Vinh Lâm TV có được những cái lời hay ý đẹp, lúc nào cũng có động lực để gửi anh chị những video clip thế này. Và phía bên kia đó là khu vực quận 8, bên đường Hưng Phú đó. Đi tới tí nữa thì sẽ đến chợ Ba Đình ngay cầu Nguyễn Tri Phương. Và trước mặt anh chị đó là dòng kênh Tàu Hũ ngày xưa, và ngày nay thì dòng kênh cũng được sạch sẽ hơn, nước thì bớt đen hơn. Và chị hôm nay, nói chung ngày hôm nay thì dịch bệnh nó cũng diễn biến phức tạp rồi. Bây giờ đi đâu cũng có sự lựa chọn, cũng có sự cân nhắc. Tại vì sợ là mình đi tới khu nào đó mà khi ở đó bùng phát lên thì mình bị triệu tập, phải xét nghiệm và cách ly, rất là phiền, ảnh hưởng gia đình, ảnh hưởng bạn bè và công ty, công việc rất là nhiều. Nên thật ra hôm nay mấy bữa rồi em cũng không có đi quay. Hôm nay thì sẵn trên đường về buổi chiều, mát mẻ, trời cũng đẹp, em mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một cái khu xóm mà ở nơi đó cũng được sự yêu cầu của rất lâu của cô chú anh chị. Đó là khu hẻm 85-87 Quỳnh Mẫn Đạt, và hẻm đó sẽ thông đến trường tiểu học Chợ Quán, và trước đó và sau năm 1975 thì trường được đổi tên thành trường Kim Đồng. Và trong cái hẻm cũng có rất nhiều ngõ rẽ đi ra đường Phan Văn Trị rồi, và hẻm đó cũng là hẻm nằm sau cái rạp Oscar ngày xưa. Rồi em mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo vòng vòng Sài Gòn buổi chiều trong cái mùa đại dịch như thế này, mà Sài Gòn hiện đang bùng phát cái cơn đại dịch.
lần thứ ba rồi, và cầu mong cho cái dịch này nó sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Và dạo này thì nói chung cũng có rất nhiều công ty, rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều nhà hàng khách sạn, rất nhiều tour du lịch cũng ảnh hưởng. Và cái người làm cho bùng phát dịch bệnh cũng nói chung cũng rất là gây go, tại vì anh ấy cũng bị khởi tố về tội không tuân thủ luật cách ly, gây ra hậu quả nghiêm trọng, một sơ suất nhỏ, một nhu cầu cá nhân mà vô tình gây ra một cái hậu quả lớn, nên thành ra rất là mệt mỏi. Cầu mong cho mọi việc ổn. Và trước mặt chúng ta đó là giao lộ Quỳnh Mẫn Đạt với lại đại lộ Đông Tây. Nếu mình đi thẳng thì sẽ đi đến hầm Thủ Thiêm, quận đi qua quận 2 luôn đó ha. Và bên cánh trái của chúng ta đó là khu vực chợ Hòa Bình, nơi có rất là nhiều tiểu thương bán buổi chiều, mà lúc trước em hay quay buổi chiều đó, những tiếng rau của đặc trưng của những ngôi chợ chiều ở Sài Gòn. Và chúng ta nhìn bên kia dòng sông rất là thơ mộng, một dòng sông của thở nào. Và ngày hôm nay mình nhìn thấy nó cũng rất là mát mẻ, cũng rất là sạch sẽ. Bên kia là xóm Hưng Phú, khu xóm ngày xưa, và ngày nay nhà cửa cũng thay đổi rất là nhiều. Để đi đến cái hẻm 85 Quỳnh Mẫn Đạt thì chúng ta sẽ quẹo trái đây. Thì mấy lúc trước thì em có đi hẻm 83, thì hôm nay sẽ theo lời yêu cầu của anh chị, muốn nhìn lại thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại. Nếu anh chị nào đã xem rồi thì vui lòng bỏ qua, còn anh chị nào ủng hộ thì em xin chân thành cảm ơn ha. Một video nói chung cũng có sự lặp lại với con đường này, cũng không có gì xa lạ, nhưng mà khung cảnh hôm nay và cái nội dung hôm nay nó cũng đi theo với thời gian, cũng cập nhật một số thông tin gửi anh chị. Và con đường này thì thẳng con đường này chúng ta sẽ đến hãng thuốc lá Mít ngày xưa đó, ngay khu vực chợ An Đông, và nói liền con đường này đó là con đường Trần Nhân Tôn, khu chung cư Ngô Gia Tự, cũng là chung cư Minh Mạng ngày xưa. Và đây bên cánh phải chúng ta đó là khu vực giáp với bệnh viện nhiệt đới, cũng là bệnh viện chợ quán ngày xưa đó. Và bên cánh phải chúng ta có những hình ảnh mà những ngôi nhà của ngày xưa vẫn còn, những hình ảnh của những mái tôn. Trời chiều ở Sài Gòn nói chung cũng hơi đượm buồn. Nếu anh chị xem vào những lúc chiều không khí tĩnh lặng thì chúng ta thấy nó chợt nhớ một cái gì đó về cái ngày xưa, một hình ảnh của Sài Gòn buổi chiều. Bên cánh trái chúng ta có nhà hàng, bữa là nhà hàng cái gì, quên tên rồi, nhưng mà ngày nay là bao chết, một tên khác nữa rồi nè. Và đi theo hướng này là mình sẽ đến đường Đồng Khánh, ở khu vực chợ Hòa Bình, đi thẳng là đến chợ lớn. Và đây là giao lộ Trần Hưng Đạo với lại Quỳnh Mẫn Đạt. Chúng ta sẽ đi thẳng ha. Nói chung con đường Quỳnh Mẫn Đạt này em đi tới đi lui cũng mấy lần, nên thành ra nếu mà có sự trùng hợp thì chị và bạn thông cảm nha. Có thông tin gì mới vui lòng chia sẻ. Và bên cánh trái của chúng ta đó là số 77 Pizza
LNN. Và đi tới một tí thì sẽ có hẻm 83, 85 rồi 87. Mấy bữa thì em đi hẻm 92 ở bên đây. Bên đây là hẻm 83 nè. Một lần nữa gửi anh chị và các bạn ha. Buổi chiều ở con đường này bán rất là nhiều quán lẩu, rồi quán nhậu. Buổi sáng thì bán đồ ăn sáng, nhưng buổi chiều thì bán đồ nhậu. Nhưng mà mấy nay cái tình hình dịch bệnh nên thành ra nói chung những hàng quán ăn nhậu thì cũng ảnh hưởng theo. Ở đây là 87 rồi nè, 85, 87. Đó. 83, 85, 87. Nhà 87 là nhà bự đầu hẻm nè, nhà lớn thiệt lớn nè. Ở dưới là bán nước sâm. Ồ, vậy đâu phải hẻm 87 đâu hả? Và đi tới một tí thì có một cái hẻm nữa. Hẻm 95 thì phải á. Hẻm này là hẻm đúng rồi, hẻm 95. Bên đây là hẻm 91, ngay chỗ cái chung cư xưa xưa nè. Và đi tới bên kia là đường Phan Văn Trị. Phan Văn Trị tới đầu bên cánh phải là Bê Thuyết Ký, đi đến Bê Thuyết Ký Đường Phong. Và bên cánh trái là sẽ đi tới Bùi Hữu Nghĩa, khu vực Vịnh Quay, Vĩnh Phong đó ha. Rồi em mời anh chị và bạn chúng ta đi vô hẻm này thử. Và số 85, 87 ngày nay là căn nhà chứ không phải là cái hẻm. Có thể là địa chỉ đã có sự thay đổi. Rồi chúng ta đi vô hẻm 95 này ha. Đây là hay là 95 mà là 90, 93. Và đây là số 431 Phan Văn Trị. Vòng qua đây thì ta sẽ cũng là cái mê cung hẻm bữa em đi nè. Mình rẽ trái là ra trường trường Kim Đồng, và ngày xưa là trường Chợ Quán đó. Và đây là rạp Oscar. Đó, mình ra đây đường Trần Hưng Đạo rồi nè. Sẽ vòng vô cái hẻm trường Kim Đồng. Bên kia là đường Nhiêu Tâm. Nói chung cái hẻm ngày xưa thì chắc có lẽ bây giờ cũng thay đổi. Hẻm ngày xưa thì thông ra tới trường Kim Đồng, nhưng mà ngày nay thì không có thông ra. Hay là em đi chưa có đúng đường.
cũng có thể ha. Đó, ở đây là phía sau trường Kim Đồng nè, phía sau trường Chợ Quán. Cặp bên hông có cái hẻm, hẻm 840. Con đường không như mong đợi. Mình ra đây là đường Bùi Hữu Nghĩa luôn rồi. Em sẽ đi vào cái ngõ cái ngõ bên đường Phan Văn Trị ha, để anh chị và các bạn hình dung được cái khu xóm này. Và đây là con đường Phan Văn Trị giao với Bùi Hữu Nghĩa. Bên cánh trái chúng ta có những cái cửa hàng bán vịt quay rất là nổi tiếng như là Vĩnh Phong rồi Phát Thành, và con đường Phan Văn Trị này là đường cùng. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải con đường Phan Văn Trị ha, mình đi vô cái khu xóm ở phía sau trường tiểu học này. Trường tiểu học ngày xưa và ngày nay là trường trung học cơ sở, ngày xưa là trường tiểu học Chợ Quán. Và ngày nay trường xây lên cũng rất là khang trang đây nè. Cổng trường cũng rất là sạch sẽ. Do mấy hôm nay thì sự bùng phát của dịch bệnh nên thành ra có những trường không nghỉ hoàn toàn, chỉ nghỉ một phần của trường thôi. Như trường Hùng Vương nghỉ như 100 mấy chục đứa đó. Đây có cái hẻm nghỉ 100 mấy chục đứa, cộng thêm thầy cô giáo. Vì hôm bữa có một cái chuyến tham quan từ trường Hùng Vương cho đến trường Hưu Tết. Mình sẽ đi vào hẻm nè. Hẻm này là phía sau phía sau của trường Chợ Quán. Hẻm nó cũng hơi nhỏ, không biết có đường cùng không. Ta sẽ quẹo phải nha. Không biết ngày xưa thì cái hẻm này nó có ngoằn ngoèo như thế này hay không. Mình ra đây là hẻm 83 Quỳnh Mẫn Đạt rồi đó. Đây có cái hẻm nhỏ nè, chúng ta vô hẻm nhỏ này nha. Hẻm này là hẻm, hẻm này là hẻm 89. Yeah.
Dạ, không sao chú. Rồi. Rồi, cảm ơn chú. Đó, mình ra hẻm này là hẻm 89. Còn lúc nãy bên kia là hẻm 93. Khi mà ra bên trái là hẻm 93 nè. À, còn bên cánh phải con đường Quỳnh Mẫn Đạt này, chúng ta sẽ đi ra bến Hàm Tử. Bên cánh trái thì chúng ta sẽ đi thẳng ra An Dương Vương, rồi Nguyễn Trãi, rồi Trần Nhân Tôn. Và Sài Gòn bây giờ cũng cả 5 giờ rưỡi rồi, gần 5 giờ rưỡi rồi. Trời Sài Gòn dạo này mau tối lắm. Một số hình ảnh trong cái khu xóm hẻm 85-87, nhưng mà có lẽ ngày nay thì cái địa chỉ nó cũng thay đổi luôn. Nên thành ra hy vọng thông qua video clip cũng sẽ gửi vài ký ức về ngày xưa của cô chú anh chị và những hình ảnh ngày nay để mình có thể hình dung được cái khu xóm của chúng ta nó như thế nào. Và cái hẻm lúc nãy thì em đi ba hẻm, hẻm 83, 89 và hẻm 93. Đầu tiên là hẻm 93 đi vô lòng vòng rồi ra hẻm 89. Hy vọng là vì một lý do gì đó mà chúng ta chưa có dịp về thì cũng sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với cô chú bác anh chị và các bạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc cho tất cả anh chị lúc nào cũng bình an, an lành, hạnh phúc trong cái mùa Noel này. Mùa Noel 2020, một năm đầy biến cố. Và các chị đừng quên đón xem video clip tiếp theo ở Đà Lạt nha, vào khung giờ 7 giờ tối giờ Việt Nam nha. Em còn rất là nhiều video clip gửi anh chị trong cái buồn thì chúng ta xem những cái cảnh mát mẻ của Đà Lạt để mình có thể refresh lại, để mình có một cái sự vui vẻ hơn trong ngày mới, đừng có suy nghĩ về cái cơn đại dịch. Nhìn những con số ca nhiễm, ca tử vong rồi mệt mỏi lắm. Cứ vui tươi, cứ thoải mái, cũng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Rồi, ba anh chị, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.